Thưa quý vị, thưa các bạn, nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp tìm kiếm thị trường, nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh, góp phần vào sự phát triển kinh tế chung của tỉnh. Thời gian qua, hoạt động xúc tiến thương mại đã được tỉnh Thanh Hóa quan tâm, đẩy mạnh bằng nhiều hình thức thiết thực. Hội chợ công nghiệp thương mại khu vực Bắc Trung Bộ năm 2017 tổ chức tại Thanh Hóa là hoạt động nằm trong kế hoạch chương trình khuyến công quốc gia năm 2017 được Bộ Công Thương và Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo tổ chức thực hiện. Hội chợ năm nay đã thu hút được sự tham gia của hơn 300 cơ quan, đơn vị tổ chức và các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh. Với hơn 400 gian hàng tập trung giới thiệu, quảng bá và tiêu thụ các sản phẩm phục vụ tiêu dùng, sản phẩm chế biến từ nông, lâm, thủy sản, hội chợ đã thu hút được hàng ngàn lượt khách đến tham quan, mua sắm, đặc biệt là các sản phẩm tiêu dùng do các doanh nghiệp trong nước sản xuất. Để tiếp cận với thị trường thì doanh nghiệp tôi cũng đã có một cái gọi là mở một cái chương trình là đi tham gia các cái hội chợ. Qua các cái kênh của cái hội chợ thì Việt Trang cũng đã tiếp cận được rất là nhiều khách hàng quốc tế cũng như là khách hàng trong nước để mà mở rộng được cái sản xuất và tìm kiếm được đối tác. Theo đánh giá của ban tổ chức, hội chợ công nghiệp thương mại khu vực Bắc Trung Bộ năm 2017 là cơ hội cho các cơ sở công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, các doanh nghiệp cũng như các tổ chức và cá nhân gặp gỡ, tìm hiểu, trao đổi, tìm kiếm đối tác, quảng bá thương hiệu sản phẩm, mở rộng thị trường kinh doanh và thiết lập mối quan hệ sản xuất kinh doanh, ký kết các hợp đồng kinh tế, tạo nền tảng định hướng cho chiến lược phát triển công nghiệp và thương mại của tỉnh Thanh Hóa nói riêng và các tỉnh, thành phố trong và ngoài khu vực nói chung. Bộ Công Thương và Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa tổ chức cái hội chợ lần này đối với công ty cổ phần công nghiệp Tiến Nông cũng như các doanh nghiệp trong tỉnh Thanh Hóa. Chúng tôi cảm thấy đây là một cái điều kiện thuận lợi giúp cho các doanh nghiệp cơ hội để giới thiệu các sản phẩm của mình. Đối với công ty cổ phần công nghiệp Tiến Nông là cái đơn vị mà phục vụ cho nông nghiệp, nông thôn, thì chúng tôi cũng rất mong muốn là thông qua hội chợ lần này, chúng tôi cũng muốn là giới thiệu các cái sản phẩm để đưa đến cho bà con nông dân trong các vùng miền trong tỉnh Thanh Hóa và cũng như là trong cả nước. Năm 2017 này có cái hội chợ thương mại của Công Thương Thanh Hóa. Tôi rất vui và được tham gia vào đây để giới thiệu cái sản phẩm của mình đến cái thị trường của Thanh Hóa nói riêng cũng như là Bắc miền Trung nói chung. Được biết, những năm gần đây, công tác xúc tiến thương mại và phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp của tỉnh Thanh Hóa được duy trì và phát triển mạnh cả về số lượng cơ sở, cả về loại nghề, cũng như giá trị sản xuất và giá trị xuất khẩu. Các nhóm ngành nghề công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp chủ yếu của Thanh Hóa gồm chế biến lâm sản, sản xuất hàng may mặc, bảo quản nông lâm thủy sản, sản xuất thủ công mỹ nghệ. Thanh Hóa hiện có nhiều làng nghề tiểu thủ công nghiệp truyền thống khá nổi tiếng, có thương hiệu như cói Nga Sơn, mây che đan Hoàng Thịnh, đúc đồng Triệu Sơn. Vì vậy, Thanh Hóa lựa chọn hội chợ triển lãm là một kênh xúc tiến thương mại quan trọng. Tức là thông qua kỳ hội chợ ấy, thì trước hết là doanh nghiệp Thanh Hóa và doanh nghiệp khu vực Bắc Trung Bộ đấy có cái hợp tác giao lưu để giới thiệu, quảng bá sản phẩm và tiêu thụ sản phẩm. Đây là cái rất là tốt, mà cái này cũng là cái thường niên. Thứ hai nữa đấy, cũng là qua cái hội chợ công nghiệp thương mại này thì có thể là cái công nghệ và cái công nghiệp tiên tiến ấy, thì hiện nay ta cũng biết là công nghiệp 4.0 đấy, nhiều cái công nghệ tiên tiến có thể được là ký kết chuyển giao cũng tại cái hội chợ này. Và thông qua hội chợ này ấy, thì cũng nhằm giới thiệu với các tỉnh Bắc Trung Bộ và các doanh nghiệp trong khu vực Bắc Trung Bộ về mảnh đất Thanh Hóa và những cái sản phẩm truyền thống đã có từ lâu. Theo Trung tâm Khuyến công và Tiết kiệm Năng lượng Thanh Hóa, thông qua hoạt động hội chợ, người dân có điều kiện tiếp cận với hàng hóa chất lượng cao do các doanh nghiệp trong nước sản xuất. Đồng thời, các doanh nghiệp có cơ hội khảo sát nhu cầu tiêu dùng của nhân dân, tìm kiếm thị trường, mở rộng mạng lưới tiêu thụ sản phẩm và hợp tác phát triển sản xuất, kinh doanh. Bên cạnh đó, Thanh Hóa là thị trường rộng, dân số đông, sẽ là cơ hội để xây dựng văn hóa tiêu dùng hàng Việt, tôn vinh thương hiệu Việt của các doanh nghiệp, gắn kết doanh nghiệp với thị trường nông thôn, thúc đẩy các doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh các mặt hàng phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng, có giá cạnh tranh. Theo Sở Công Thương Thanh Hóa, cùng với việc tổ chức hội chợ công nghiệp thương mại cấp vùng, Sở sẽ tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại thông qua các phiên chợ hàng Việt về vùng cao để giới thiệu, quảng bá sản phẩm địa phương và mở rộng kết nối giao thương,
giúp các doanh nghiệp trong tỉnh tham gia các hội chợ thương mại trong nước và quốc tế. Qua đó quảng bá và giới thiệu các sản phẩm đặc trưng của địa phương đến với người tiêu dùng trong và ngoài nước.